Xin chào mọi người. Bitcoin qua đêm đã lên tới 47.000 vài trăm. Trong cái phát trực tuyến hồi tối hôm qua thì mình cũng đã cho bạn những con số, nó có thể va chạm với những con số đó trước khi nó sập. Tối nào mình cũng có một cái phát trực tuyến cho bạn và nó nằm ở trên cái nền tảng YouLove mang tên Tiền Academy. Bạn muốn thắng cuộc chơi thì nên tham gia, nên tham gia. Về tín hiệu thì hồi hôm qua mình đã cung cấp tín hiệu của BTC, Solana và Avalanche. Và từ hôm qua đến giờ thì nó có vẻ đi khá là ok. BTC thì đã tăng trưởng từ 43.000 vài trăm lên tới 47.000 vài trăm chỉ qua 2 ngày chơi. Và hôm nay chỉ là thứ 3 của cái tuần này. Thứ 4 là cái ngày nó nói nó sẽ công nhận cái spot Bitcoin ETF. 90% những người gọi là chuyên gia trong cái thị trường này thì đoán là thứ tư nó sẽ công nhận. Cẩn thận. Tối nay mình sẽ cho bạn những cái thông tin rõ rỉ. Ok. Tối nay thì rõ ràng là sẽ xảy ra đâu khoảng cỡ 8:30. Ngày 8:30 mình sẽ nhảy lên để chia sẻ cho bạn những cái thông tin rõ rỉ để cho bạn chuẩn bị cho những cái ngày, những cái giờ kế tiếp. Nó lên nữa hay là nó sẽ sập. Về tín hiệu hôm nay thì mình sẽ nhảy vô văn phòng đâu khoảng cỡ 8:45, 9:00 là mình sẽ coi văn phòng rồi. Ok, và sẽ đẩy tất cả những cái tín hiệu ra buổi sáng ngày hôm nay để bạn có một cái sự chuẩn bị cho tối nay. Giá dao động, nó bắt đầu dao động á, thì đâu khoảng cỡ chiều nó đã dao động rồi. Đâu khoảng cỡ giá sẽ dao động đâu khoảng cỡ 5-6 giờ chiều nó đã dao động rồi. Nó dao động trước khi thị trường Mỹ mở cửa là đâu khoảng cỡ 8 giờ tối Việt Nam, okay. Thị trường bên Mỹ mở cửa. Về cái spot Bitcoin ETF thì hồi tối mình đã chia sẻ cho bạn rồi nha. Cái mà quan trọng là gì? Ok. Tại sao nó là quan trọng? Rõ ràng là nó có liên quan với con giá chút xíu. Nhưng cái con giá, ok, lên hoặc xuống vân vân, nó chỉ là một cái chuyện nhỏ thôi. Cái chuyện lớn là nước Mỹ công nhận BTC là một tài sản sẽ có mặt ở đây trong những chục năm, trăm năm kế tiếp. Ok. Đây nó mở cửa cho tất cả những nền tảng lớn cái được nhảy vô những cái gọi là những cái thị trường nắm đầu, cái thị trường này gọi là nắm đầu trái đất này sẽ thể nhảy vô. Thì đây là nó công nhận như vậy, okay, nó công nhận cái spot Bitcoin ETF thì nó cũng giống như là trước đây nó công nhận vàng, nó có cái spot Bitcoin ETF. Nhớ lúc vàng đeo tay, vàng khoe cũ công nhận như vậy thì nó đi một cái vèo đi lên. Nghe thống kê data thì mình đã chia sẻ cho bạn rồi. Thì ngay bây giờ BTC được so sánh là vàng điện tử, thì nó đi lên giống như vàng hay không? Xác suất là có trong những cái tháng, những cái năm tới đây. Nhưng trong một cái chu kỳ, trong một cái đợt đi lên như vậy, năm này qua năm nọ, thì nó sẽ có những cái giai đoạn hồi. Và cái giai đoạn hồi đó là cái giai đoạn thu gom. Mình sẽ thu gom. Và mình sẽ bất cứ lúc nào mình mua và bán thì mình cũng chia sẻ cho anh em, những anh em đầu tư dài hạn với mình. Vẫn có những người thắc mắc về đầu tư dài hạn là gì? Nó gọi là nó khác biệt với spot là như thế nào? Spot là mua vô bán ra. Bạn có thể mua vô bán ra trong một giờ, mua vô bán ra cho một ngày, một tuần. Còn đầu tư dài hạn thì nó cần một sự
gọi là kiên trì hơn. Bạn chỉ mua thấp bán cao. Bất cứ lúc nào mình mua, mình chia sẻ cho bạn mua. Lúc nào mình bán, mình chia sẻ cho bạn bán. Mình đi với bạn từ đây tới năm 2024, cuối hết năm 2024, hết năm 2025. Lúc nào mình mua, mình kêu bạn mua, bán, kêu mình bán, bạn bán. Lúc nào những thông tin nó xảy ra với những cái đồng nào quan trọng với có con giá thì mình cung cấp cho bạn. Nó dưới 20 đồng, khoảng cỡ gần 20 đồng. Và những cái đồng này á, là những cái đồng nó có tính chất thật trong nguyên cộng đồng tiền điện tử. Và nó sẽ có mặt ở đây. Và nó sẽ có mặt trong những cái chu kỳ kế tiếp. Nói trước mắt là trong cái chu kỳ này, đúng không? Năm 2024, năm 2025. Và nó có thể nhân cái tài khoản của bạn lên vài chục phần trăm. Ok. Một cách an toàn nhất có thể. Bởi vì số nhiều ở ngoài xã hội thì đang gọi là giữ rác, chứ không phải là giữ. Mà những cái đồng mà nó có tính chất thật, nó sẽ tồn tại, ok, ở đây. Và nó gọi là nó sẽ phát triển và nó sẽ tăng giá. Số nhiều thì những cái anh em mà gọi mình tư vấn cho họ thì toàn là giữ rác không à. Nghe những người KOL này, KOL nọ quảng cáo về nó, nhưng thiệt sự bạn không biết gọi là nó đang làm gì, đúng không? Gọi là bạn chưa bỏ cả chục tiếng, trăm tiếng học về nó, tìm sâu về nó, bạn chỉ gọi là ăn theo thôi, ok? Bởi vì bạn thấy nó bay vừa rồi thì bạn muốn nhảy vô để bạn ôm chút xíu lỡ nó bay nữa, gọi là FOMO, vân 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 vân. Thì bởi vậy, và số nhiều, cái sai lầm lớn nhất của tất cả những người đầu tư tiền điện tử đó, là ôm bị của họ. Ôm bị nghĩa là sao? Ôm bị có nghĩa là người ta mua, giá nó lên và người ta vẫn ôm, người ta không bán, người ta không biết cái chỗ mà ra hàng, người ta không bán. Lúc giá nó xuống lại, người ta vẫn ôm. Lúc giá nó lên lại, người ta vẫn ôm. Lúc giá nó xuống lại thì bây giờ người ta đang ôm. Okay. Có nghĩa là cứ chưa ôm và ôm thôi, chứ người ta không có biết là chốt đơn. Rõ ràng bất cứ một cái đầu tư nào thì bạn phải có một cái danh sách rõ ràng, chừng nào chốt đơn, chừng nào chốt đơn, chừng nào chốt đơn, chứ không được ôm bát, ôm cái bị. Còn mà cứ ôm cái bị như vậy thì gọi là gì? Cẩn thận và cẩn thận, phá sản và phá sản. Thì bởi vậy phải quản lý, nghe quản lý, phải biết là chừng nào là ra hàng. Trước khi mình mua nó là mình biết khoảng cái vùng nào là mình sẽ bán nó. Okay. Khoảng cái vùng nào là mình phải bán nó. Thì cái đó là cái quan trọng trong tất cả những cái đồng. Okay.